em nhờ các cao nhân cho EH ở sân khấu lớn để em khoe bạn bè ạ. Em xin cảm ơn. Alo, đi hát mà được cụ Tố Cú Đá đánh đàn như thế này thì còn gì bằng cơ chứ. Các cao nhân chỉnh cho em ngầu hơn với ạ. Em cảm ơn. Chiến binh này trông có vẻ đáng yêu thế nha. Ghép giúp mình vào cảnh cổ trang kiếm hiệp cho ngầu với Thanh. Đấy, ghép cho bạn một bức ảnh cực kỳ cổ trang luôn đấy. Khỏi cần cảm ơn nha. Sao mấy đứa kia nó bỏ mày nhìn mày đốt à? Cháu không đốt. Mấy thằng kia nó bỏ mày đốt nha. Cháu đi xem rồi. Cháu không đốt. Xung quanh toàn là nước ấy. Nhờ các anh thay cho em cái background đẹp hơn với ạ. Em cảm ơn. Khỏi cần đổi background, chỉ cần mặc đồ đôi như thế này là đẹp rồi. Cao nhân nào tốt bụng chỉnh giúp mình có mái với ạ. Mình cảm ơn trước. Đấy, gái xinh nhờ chỉnh sửa là cả cao nhân có tâm ngay. Mái của bạn đây, mái ngói cực kỳ kiên cố và kháng trang luôn nhá. Nếu bạn không thích mái ngói thì tặng bạn mái tôn đấy. Ga mái được không bạn ơi? Ai giúp em cấy thêm ít tóc vào khoảng thưa ở chỗ mái với ạ? Đây, tóc của bạn đây. Khỏi cần cảm ơn nhé. À đủ, người ta xin tóc cơ mà. Có phải xin thịt đâu. Sao lại ghép thịt vào cho người ta thế này? Cao nhân nào xóa giùm em cái thùng rác được không ạ? Anh em đừng hiểu nhầm nhá. Bạn này bị ống chết nên mới sưng bùng lên như thế này đấy. À đủ, người ta dạng nuột nà thế mà ông nào lại chỉnh ra như thế này. Ác vãi nồi. Mọi người giúp em mở mắt ra với ạ. Đấy, giúp bạn mở mắt ra rồi đấy. Khỏi cần cảm ơn nhá. À đủ, người ta nhờ chỉnh mở mắt ra cơ mà. Có phải nhờ ghép thêm râu đâu. Nhờ mọi người chỉnh màu giùm em với. Ơ, bạn lấy hai quả cam này ở đâu ra thế? Các cao nhân sửa lại cái quần cho em với ạ. Chán cái quần quá. À đủ, sao giống như lễ mừng thọ thế nha. Cao nhân nào cho mình cái background, cảm ơn nhé. Đây, background cảm ơn nhé của bạn đây. Khỏi cần cảm ơn nhé. Các cao nhân ghép em cái ảnh Tết ạ. Chỉnh cho mắt bạn long lanh hơn rồi đấy. Cháu này hư lắm, để cụ Tố Cú Đá dạy dỗ lại nhá. Thôi, không đùa nữa, tặng cho bạn một bức ảnh có tâm đấy.